Vâng, xin mời mình chào anh em nhé. Trên tay mình đây đang là một chiếc bật lửa Zoro giá rẻ. Cái mẫu này shop mình bán cũng rất là chạy anh em nhé. Đây là một trong những cái mẫu Zoro mà bán chạy nhất của shop mình. Thì anh em nào thích mua cái bật lửa Zoro giá rẻ siêu bền này, mà kiểu dáng đơn giản thì có thể tham khảo mẫu này anh em nhé. Sản phẩm này rất thích hợp với những cái anh em nào mà mới bắt đầu tập chơi bật lửa anh em nhé. Chơi bật lửa các cái loại dòng bật lửa đồng ấy, thì anh em có thể tham khảo cái sản phẩm này. Giá cũng ok mà độ bền nó thì cực kỳ tuyệt vời anh em nhé. Sản phẩm này anh em dùng nếu mà giữ ấy, thì có thể lên đến cả chục năm, và shop mình sẽ bảo hành 5 năm cho sản phẩm anh em nhé. Nếu như trong 5 năm đầu anh em dùng mà có gãy lưỡi gà hoặc là bong bán lề thì liên hệ với shop mình sẽ xử lý bảo hành miễn phí cho anh em. Đây. Còn bây giờ mình sẽ tắt âm cho anh em nghe nhé. Âm thanh sản phẩm đấy anh em nhé. Về âm thanh này mình đánh giá nghe cũng ok, ổn. Bánh xe thì cực kỳ bén luôn. Cái dòng Zoro bánh xe rất là bén. Thậm chí nó còn đánh giá nó còn bén hơn cả Zippo anh em nhé. Nó bén hơn. Đôi khi nó bén quá ấy, nên là mình cái vấn đề là nó sẽ ăn nhiều đá anh em nhé. Nó bén quá là nó ăn nhiều đá. Mặc dù là quẹt phát là lên lửa luôn. Nhưng mà ví dụ như mà một cái viên đá lửa ấy, thì cái cây Zippo dùng được tầm khoảng 30 ngày chẳng hạn, thì cái này tầm khoảng 25 ngày, ví dụ như thế. Nó bén hơn, đồng nghĩa với việc nó sẽ ăn đá hơn anh em nhé. Và cái chất liệu sản phẩm này thì nó cấu thành từ hai bộ phận ruột và vỏ anh em nhé. Vỏ thì làm bằng đồng nên là anh em nhìn thấy có màu vàng như thế này. Đây. Vỏ Zoro thì nó cứng cáp anh em nhé. Mộc đáy sản phẩm này thì là mộc đáy lồi. Đấy. Và nó có chất liệu là brass anh em nhé. Brass tức nghĩa là đồng thau. Nên là anh em nhìn thấy màu đồng bóng đẹp. Ngoài ra nó còn có một cái bản à, mộc đáy ở bên trên nữa anh em nhé. Người ta gọi là hai mộc đáy. Mộc đáy bên trên và mộc đáy bên dưới. Hai mộc đáy này giống nhau anh em nhé. Về cái chất liệu đồng xong rồi nó làm đánh nhám mặt trước và mặt sau anh em nhé. Đấy. Mặt trước thì nó có cách điệu một chút, có chữ Roro và Classic Eternal. Cái này thì mình cũng không hiểu rõ lắm anh em nhé, không hiểu rõ về cái ý nghĩa của cái câu này. Đấy, về cái phần công năng sử dụng của nó thì rất là tuyệt vời, nó kín khít nên là nó cầm xăng tốt anh em nhé, tầm khoảng 1 tuần lấy là bình thường. Còn về bán lề thì chất liệu bán lề này bằng niken, nó cũng tương tự như chất liệu của Zippo. 5 chỗ rất là đều, tròn và kín. Hai mũi hàn tròn anh em nhé. Cái này thì có thêm hai cái lát thép đẩy ra nữa thì nó sẽ cầm xăng tốt hơn. Hiện tại thì sản phẩm này shop mình cũng còn có gần chục cây thôi. Tới đây mình sẽ nhập thêm anh em nhé. Nhập thêm lô mới về phân phối cho anh em. Còn ruột sản phẩm thì nó làm bằng thép chuyên dụng không gỉ. Nó tương tự như là inox anh em nhé. Hai cái núm đây để chống trồi ruột lên. Và bánh xe thì rất là bén. Cái bánh xe đây anh em nhé. Siêu bén luôn. Lưỡi gà thì cứng cáp. Ok, cây này anh em muốn lấy thì alo cho shop, shop sẽ ship cho anh em nhé. Mã số sản phẩm thì cây này có mã số là RR91 anh em nhé. RR91. Anh em muốn xem ảnh và video chi tiết mô tả cụ thể thì kích vào đường link bên dưới phần bình luận và mô tả nhé. Thì có cả giá hình đấy. Hiện tại là những cái đơn hàng mà từ 360.000 trở lên thì shop mình sẽ bao ship cho anh em nhé. Đấy. Cái này thì giá là 350.000. Anh em mua cái này thì thanh toán thêm 30.000 phí ship cho bưu tá anh em nhé. Và nếu như anh em mua thêm bình xăng thì shop mình sẽ bao ship cho anh em. Ok. Nhưng mà cái xăng đợt này là bên mình không ship COD anh em nhé. Bật lửa thì mình ship COD, tức là bật lửa đến nơi thanh toán tiền. Còn xăng là không ship COD anh em nhé. Xăng là hàng cháy nổ, mình phải đem đi đơn vị vận chuyển khác. Vâng, anh em xem video cho shop xin đăng ký kênh nhé. Cần thêm thông tin thì cứ lên Google và chỉ zipman.vn. Vâng, kính chào tạm biệt.